Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì bốn chị em mình đến thăm gia đình của bé Tươi để dự tiệc tăng gia. Thì hôm nay là lý do ngày tốt cho nên là gia đình bé Tươi tổ chức tăng gia luôn. Thì cũng với sự hỗ trợ của anh Tommy Nguyễn thì gia đình bé Tươi được xây dựng một căn nhà thật là khang trang luôn các bạn. Thì diện tích căn nhà xây dựng là 3, ngang là 3, dài 11 mét. Thì mình cách mặt đường là 1 mét. Căn nhà thì được lót gạch bông và lại xây dựng lên bằng kẽm. Đặc biệt trong nhà thì có nhà tắm và nhà vệ sinh luôn. Thì cũng gần hoàn thành căn nhà cũng hết 90% rồi các bạn. Thì cho nên mấy chị em mình hôm nay thì gia đình tổ chức thì mấy chị em mình cũng lên đây để tham gia tiệc tăng gia luôn. Giờ mời các bạn cùng đi vô nhà nha. Vô thôi. Không, con chó luôn. Con chào cả nhà. Dạ. Wow, bữa nay vui dữ ta. Con chào bà. Chào Tươi nha, chào chú. Dạ, tụi con ngồi đây. Ừ, chào mấy chị. Bà hai xích qua cho chị An ngồi giữa các bạn. Ngồi kế Tươi đi, ngồi kế Tươi đi, không sao đâu. Dạ. Kế bé Tươi. Hôm nay nhà mình tổ chức tăng gia luôn hả bà? Dạ, tổ chức tăng gia luôn. Dạ. Bây giờ cái bản hả chị? Thì hôm nay vì căn nhà cũng sắp hoàn thành rồi, mấy chị em tụi con đến trao tặng cái bản của nhà tài trợ để tài trợ cho gia đình của bà nha. Thì chắc bé Tươi sẽ cầm hay là bà cầm, mời mọi người đứng lên nha. Dạ, để tặng cái bản. Đó, ngày hôm nay thì bé Tươi được căn nhà rất là đẹp, đó là nhờ anh Tommy Nguyễn nha, tài trợ cho gia đình mình. Thì cái bản này sẽ gia đình mình sẽ nhận và sẽ dán lên phía trên. Đó. Hôm nay thì đến dự gia đình của bé Tươi thì cũng có là anh chủ thầu, rồi trưởng ấp và phó ấp cũng có tham dự, và gia đình bà con họ hàng của Tươi cũng đến thăm luôn. Rồi bây giờ thì con cũng xin phép cũng có một món quà nữa dành cho gia đình. Thì con cũng để sẵn ở trong nhà tại vì nó nặng quá. Thì mời các bạn ra phía sau phần quà của gia đình bé Tươi nữa nha. Cả nhà mở ra đi, mình mở thay cả nhà, hai bé Tươi mở đi con. Con mở với chị đi với bà đi. Biết mở không? Nói chị cắm con mở giùm đi. Dạng đối với Tươi là cái gì? Không biết luôn à. Rồi chút xíu cho chính tay con dở lên nha. Tươi đi mở đi con. Wow. Wow. Rồi Tươi với bà mở đi, Tươi với bà mở ra đi coi đẹp không? Mở một xé mới là kèo ra. Cái cẩm có ham không? Sao Tươi? Con vui không? Con vui thiệt luôn. Thì hôm nay nhân dịp vui của tăng gia nhà bé Tươi thì chị Hà Trần Phương, Trần Trương á, chị Hà Trần Trương thì cũng hỗ trợ cho gia đình bé Tươi, là tại vì bé Tươi là không có cái tủ lạnh cho gia đình cho nên là chị ủng hộ cho bé Tươi là một cái tủ lạnh. Tủ lạnh ngày hôm nay mình trị giá là, tại vì mình mua thì mình không nhớ giá nữa, là đây các bạn, đây cái tủ lạnh là điện máy họ giao cho mình, đó là 5.690.000. Đây cái này là cái số tổng đài bảo hành cho con ha, khi có chuyện gì thì con cầm cái số này con gọi lên thì họ bảo hành cho mình là cái máy là nhiêu ta. Chữ nhỏ quá Cẩm ơi. Dạ. Không có thấy. Hình như là 12 năm hay là 12 tháng. Đúng rồi, không phải 12 năm đâu chị. Máy nén á, máy nén thì mình nhớ là bảo hành 12 năm. Rồi. Rồi. Thì dì An sẽ cho con thêm một cái bất ngờ nữa ha. Rồi lại đây. Lại đây bác ơi. Chị lấy giúp em cái kéo á chị. Bữa đó chị kéo mà chị kéo mà tới đâu đâu chứ. Rồi, sẵn dịp ngày hôm nay thì đây là phần quà của chị Hạnh Lu ha, gửi tặng cho em. Nhân dịp ngày tăng gia thì chị cũng đem đến cho cưng luôn.
con giữ cái này lại nha. Ủa chị ơi, có cái kéo không cho em mượn với? Lấy cái dao cũng được. Để chút xíu nha con, để xíu nha, lấy cho con khui. Con tự khui đi. Cắt dòng ăn keo. Con cắt dòng ăn keo đi, quà của con tự khui đi, nó ý nghĩa hơn. Vì em còn gung nữa, hôm nay còn hồi hộp dùm cho con nữa. Cứ từ từ. Từ từ thôi con. Được không? Hay là dì phụ cho? Tại vì lần đầu tiên khui quà, em cảm là khui gần nhất nè. Trời đất ơi. Có cái là nó biết sao cái kém này lục quá chị. Cắt luôn đi ha. Dạ. Rồi, con tự gỡ đi. Wow. Cái gì vậy ta? Cái gì? Kẹo vàng ơi. Kẹo vàng ơi. Kẹo gì vậy tươi? Sô cô la gì. Wow, cỡ đất cái đó gì nữa các con? Được không? Cái này là mấy cái thôi nó đó. Nó gung quá trời luôn. Mấy cái thức ăn sẵn đó tôi để vô tủ lạnh đó. Cái này cái đó ngon lắm, không phải cá mồi. Nha. Thịt này kia. Không phải thịt. Cái này là thịt nguội á, kiểu giống như thịt nguội á. Để vô tủ lạnh á. Rồi. À, con để vô tủ lạnh ăn nha. Rồi con cảm ơn cô đi. Cảm ơn chị đi. Chị nhỏ xíu tuổi à. Chị hả cô làm gì ăn kêu bằng chị đó. Cảm ơn chị Lu. Chị Hạnh Lu. Ôi, cảm ơn chị Hạnh Lu. Rồi. Gửi cho con món quà. Hôm nay thì con cũng nhân ngày tăng gia thì con cũng muốn biết cảm giác của bác với lại chú với lại tôi như thế nào khi mà được chú Tâm Yên Nguyễn tài trợ cho căn nhà như thế này. Dạ tôi cũng mừng lắm, tôi cảm ơn bên Mạnh Thường Quân hỗ trợ tôi. Dạ. Rồi bác lá được dạ. Bác bác chúc sức khỏe cho anh Tâm Yên Nguyễn. Dạ. Chú đâu rồi? Chú khóc, chú vô đó khóc luôn rồi hả? Chú ơi, chú ngồi đi, chú cảm ơn chú Tâm Yên Nguyễn. Đây là con gà, nó là đại gà của con tôi. Đây cũng chúc cho anh Nguyễn cũng cho được căn nhà hạnh phúc. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Cảm ơn căn tô Yên Nguyễn. Con tươi vậy con. Tặng cho. Dạ, cảm ơn chú Tâm Nguyễn đã cho con được ngôi nhà sống. Rồi sao nữa con? Cảm ơn chú. Yeah. Chúc chú làm ăn phát đạt, con được sống. À, rồi riêng thì chú đã xây dựng căn nhà thì cũng có một các mạnh thường quân khác nữa cũng ủng hộ cho gia đình bà, gia đình chú lại bé tươi. Thì hôm nay thì bà lại chú lại tươi cũng thay mặt gia đình cảm ơn mọi người luôn cái luôn. Dạ. Đã tài trợ tủ lạnh nè, rồi những phần tiền, rồi nhiều vật dụng khác cho gia đình nữa. Cảm ơn bên mạnh thường quân đã hỗ trợ cho tôi. Dạ. Rồi hôm nay thì sẵn dịp tăng gia thì xin mời thay mặt gia đình luôn, xin mời tất cả các mạnh thường quân, các cô chú, anh chị và các bạn cùng dùng tiệc luôn nha. Sẵn hôm nay giới thiệu dạ không anh không chịu hả? Dạ không chịu thôi nha. Rồi mời mấy em đi, thay mặt gia đình mời mấy em vô dùng tiệc nha. Từ cắt quà đi. Thì vô cắm thơ, con thơ con chảo rồi cắm. Để thịt cho thêm mắm. Hay vô đi cưng. Dạ dạ. Con ăn nước tương dốt thêm ra. Dạ thưa coi. Đây nè, ăn nước tương. Ơ bà ơi, bà cho phép con quay toàn diện căn nhà cái nha bà. Ừ, con quay chứ. Ê à. Mời các bạn cùng tham quan cái căn nhà của anh Hậu, chủ Hậu ảnh xây dựng nha các bạn. Anh Hậu ơi, cái nhà vệ sinh này mình có mở ra được chứ anh? Mở được rồi, mở đi. Cho vô, cho vô. Tạm ơi. Vô giá chặt. Ê, con đi. Wow. Chặn lại, bên
căn nhà vệ sinh ở phía trong cũng khá là rộng các bạn, nhưng mà tại vì chủ thầu chưa có xây dựng xong á, căn nhà rất là khang trang luôn. Ở phía dưới chân mình á là lót toàn là gạch bông thôi, cái gạch bông này rất là sạch luôn, các bạn thấy không? Còn ở phía trên vách thì xây dựng mấy cái kẽm rất là chắc này. Rồi mấy cái tôn này cũng là cái tôn loại dày luôn. Trên nóc nhà thì mấy cái kẽm rất là chắc luôn. Thì sẵn hôm nay tham dự có anh chủ thầu ở đây là anh Hậu các bạn, thì mình cũng muốn hỏi là cái nhà tắm nhà vệ sinh khi nào xong á, anh Hậu sẽ trả lời nha các bạn. Dạ, kính chào anh Tony. Thì thay mặt cái đơn vị thi công thì hôm nay thì tạm thời bàn giao nhà, còn cái nhà vệ sinh này trước mắt thì ngày mai xong thì sẽ cho thợ vô làm dán gạch. Dạ. Những cái cơ bản này sẽ tô hết, còn trong thì dán gạch hết toàn bộ. Dạ, vậy là ngày mai xong hả? Ngày mai xong. Dạ. Ngày mai xong nếu mà chắc là ngày mai xong. Dạ. Bàn giao luôn. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn anh và anh Hậu. Mời anh Hậu cái dùng tiền. Ăn xong đi con. Cảm ơn con. Ăn cái đi con, rồi cả nhà mình dùng đi. Ăn đi con, đại diện múc cho. Tôi ăn nếu thì rồi đi học con. Góc nước tường ra lấy cái chai nước tường cho chị. Lấy chai nước tường cho chị để xích cho đi con, ăn đi rồi đi học. Hôm nay đến tham dự tiệc của nhà bác thì cũng có là chị Nguyệt, là trưởng ấp của chính quyền địa phương ở đây, thì cũng có đôi lời phát biểu. Thì trước tiên thì xin chân thành cảm ơn cái mạnh thường quân đã ủng hộ, đã giúp đỡ cái địa phương, một cái gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn, và gia đình em tươi thì có được cái ngôi nhà khang trang. Thì một lần nữa thì chúc sức khỏe và cảm ơn anh Tâm Minh Nguyễn đã giúp đỡ cho địa phương. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Bye. Đi ngồi ở đây luôn nha. Dạ, ngồi đây với em luôn đi. Dạ. Thì hôm nay mấy chị em rất là vui luôn khi gia đình của bé Tươi có một căn nhà như thế. Sao cảm? Ăn đi. Thì cũng thay mặt gia đình xin chúc sức khỏe chú Tâm Minh Nguyễn và các mạnh thường quân đã ủng hộ cho gia đình của bé Tươi thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Bye bye, chào tạm biệt nha. Bye bye, bye bye, chào tạm biệt. Mình xích vô chồng tí đi. Em xích vô chồng chung được từ.